Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây Bà Harris gây ấn tượng về kinh tế, ông Trump đã tự bắn vào chân Mỹ vẽ ranh giới với Ukraine theo dõi sát việc sử dụng vũ khí phương Tây Nga và Iran chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Dự tính mới của lãnh đạo Chechnya trên chiến trường Ukraine ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chính sách kinh tế của Phó tổng thống Kamala Harris đã gây được tiếng vang lớn đối với các cử tri trong chiến dịch vận động tranh cử ở bang Bắc Carolina hôm 16 tháng 8 vừa qua, đặc biệt khi bà đề cập kế hoạch giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt cao. Thị trưởng Durham, Leonardo Williams, ca ngợi sự tập trung của bà Harris vào các hành động nhằm giảm chi phí sinh hoạt cũng như tăng cường sự ổn định tài chính cho các gia đình. Thị trưởng Leonardo Williams cho biết, bà ấy đã nói cụ thể về các chính sách mà chúng ta yêu cầu: nhà ở giá rẻ hơn, thực phẩm giá rẻ hơn, có thể sống ở nơi chúng ta đang sống một cách hợp lý. Với tư cách là thị trưởng Durham, tôi muốn nói về những gì có thể được gọi là cuộc sống giá rẻ. Đó là một bài phát biểu tuyệt vời vì bà ấy chủ yếu đề cập đến những mối quan tâm của tầng lớp trung lưu. Bà ấy thực sự quan tâm đến người dân. Bà ấy đã cho chúng ta lộ trình đến với cơ hội kinh tế. Bà ấy có tầm nhìn. Bà ấy đang cho nước Mỹ thấy rằng đây là những gì chúng ta cần phải làm và chúng ta đừng bỏ sót bất kỳ ai. Bà ấy đang giúp chúng ta hiểu rằng tầng lớp trung lưu cũng cần có những cơ hội. Trong bài phát biểu đầu tiên tập trung vào chính sách kinh tế vừa qua, bà Harris đã phát thảo các đề xuất cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, cấm thổi giá của các cửa hàng tạp hóa và xây dựng nhiều nhà ở với giá có thể dễ chấp nhận hơn. Đây được xem là một phần của nền kinh tế cơ hội mà bà Harris dự định theo đuổi nếu bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 tới. Trong hai ngày cuối tuần này, bà Kamala Harris và đối thủ của mình, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, sẽ tổ chức các sự kiện vận động tranh cử song song tại bang Pennsylvania. Bang chiến địa được đánh giá là có vai trò quan trọng bậc nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới cũng liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, một cuộc khảo sát trên toàn quốc do Market Law School Poll công bố hồi tuần trước cho thấy 57% cử tri cho rằng ông Trump đã quá tuổi tham gia tranh cử so với tỷ lệ 79% của Tổng thống Biden. Chỉ có 13% số người có suy nghĩ như vậy về bà Harris, người sẽ bước sang tuổi 60 và tháng 10 tới. Trong nhiều cuộc khảo sát, tuổi tác là một trong nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử năm nay. Theo cây viết Megan Messerly của tờ Politico, một số đảng viên đảng Dân Chủ gần như chút được gánh nặng sau nhiều tháng căng mình bảo vệ một ứng cử viên lớn tuổi trước các đợt tấn công về vấn đề tuổi tác. Đòn tấn công liên quan đến vấn đề tuổi tác được đảng Dân Chủ sử dụng ngay sau khi sở hữu một ứng cử viên trẻ tuổi hơn nhiều so với cựu Tổng thống Trump, bà Kamala Harris. Tuy nhiên, Phó Tổng thống luôn tỏ ra thận trọng và khéo léo hơn khi nhắc đến vấn đề này xuyên suốt hành trình tranh cử. Việc Đảng Dân Chủ tập trung tấn công vào tuổi tác của ông Trump có thể khiến nhiều cử tri lớn tuổi quay lưng Trước đó, bà Harris và nhiều đảng viên đảng Dân Chủ khác đã công khai bảo vệ ông Biden sau những phát ngôn nhầm lẫn và màn thể hiện kém thu hút trên sân khấu tranh luận. Giới truyền thông khi ấy nhận định đây là kết quả của đảng này khi ủng hộ một ứng cử viên lớn tuổi nhất lịch sử Mỹ tái tranh cử. Dù được xem là một gương mặt mới trẻ tuổi hơn so với ông Trump, nhưng điều đó không có nghĩa là phó tổng thống đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Trong số các thế hệ tổng thống gần đây của nước Mỹ, bà Harris vẫn đang đứng giữa. Bà trẻ hơn ông Joe Biden, Donald Trump và Ronald Reagan khi họ nhậm chức, song lại lớn tuổi hơn ông Barack Obama, George Washington Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter. Chiếc Boeing 737-800 chở ông James David Vance, người được chọn làm phó tướng của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bất ngờ gặp sự cố giữa không trung, phải hạ cánh khẩn cấp. Theo hãng tin RT, sau cuộc vận động tranh cử ở thành phố Milwaukee, thuộc thành phố Wisconsin vào sáng ngày 17 tháng 8, ông Vance đã lên chiếc máy bay được gọi là Trump 2 để trở về bang Ohio. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay trở lại thành phố lớn nhất của bang Wisconsin, nơi máy bay được đội kỹ thuật dưới mặt đất và lính cứu hỏa kiểm tra. Phát ngôn viên của ông Vance là bà Taylor VanCortch cho biết thêm, phi công thông báo xảy ra trục trặc ở chốt cửa ngay sau khi vấn đề được giải quyết máy bay đã thực hiện lại chuyến bay như dự kiến ban đầu, trở về Cincinnati. Tuy nhiên, sự cố đã khiến chuyến bay bị trì hoãn khoảng 1 giờ. Vụ việc xảy ra một tuần sau khi máy bay chở ông Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, phải chuyển hướng do sự cố. Cụ thể, chiếc máy bay Boeing 757-200, được gọi là Trump Fox One, thuộc sở hữu của công ty cựu tổng thống Donald Trump, đã phải chuyển hướng khi đang trên hành trình đến một cuộc meeting ở thành phố Bozeman thuộc bang Montana do sự cố kỹ thuật máy bay này đã hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Billings. Hai thành phố Bozeman và Billings cách nhau khoảng 225 km. Ông Trump sau đó đến Bozeman trên một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Một phần vũ khí và thiết bị của lực lượng Ukraine do Mỹ cung cấp và việc Mỹ theo dõi sát sao cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine đặt ra câu hỏi về việc liệu Kiev có tuân thủ các hạn chế của chính quyền Tổng thống Biden về việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong các chiến dịch tấn công Nga hay không. CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Ukraine đã sử dụng vũ khí và phương tiện của Mỹ như một phần của cuộc tấn công. Mặc dù chính quyền Biden đã đặt ra danh giới về việc sử dụng vũ khí do nước này cung cấp trong các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Nga, các quan chức không nêu chi tiết về danh giới chính xác mà Washington đã vạch ra, nhưng cho biết Ukraine về mặt kỹ thuật đã không vi phạm. Theo hai quan chức Mỹ, Washington đã vẽ một vùng danh giới ở phía bắc Ukraine và chỉ thị cho Kiev giới hạn việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong khu vực đó. Các quan chức không mô tả vị trí địa lý chính xác của khu vực hoặc kích thước của nó, nhưng cho biết cuộc tấn công của Ukraine không vi phạm chính sách của Mỹ liên quan đến việc sử dụng vũ khí của nước này. Được biết, Mỹ ngần ngại trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa bên trong Kursk không phải vì nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga, mà vì nguồn cung cấp vũ khí của Washington chỉ có hạn. Phó thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh đã nói với báo chí rằng chiến dịch của Ukraine phù hợp với chính sách của chúng tôi vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ phía bên kia biên giới. Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi về việc Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, bà Shin cho biết Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa, nhưng từ chối nêu rõ khoảng cách chính xác. Phát biểu này có ý cấm Ukraine sử dụng Atak MS trong lãnh thổ chủ quyền của Nga. Bà nói, tôi sẽ không vẽ một bản đồ tròn để chỉ ra nơi Kiev có thể và không thể tấn công Nga, nhưng chúng tôi đã rất rõ ràng với người Ukraine. Trong khi đó, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev, một trong các cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine sẽ không dám thực hiện một vụ tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga nếu không có sự cho phép của Mỹ và hỗ trợ của NATO. Trong cuộc phỏng vấn với báo Investia được đăng tải gần đây, ông Patrushev nhấn mạnh những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về việc không tham gia vào các hành động của Kiev ở khu vực Kursk không đúng với thực tế. Nếu không có sự can dự và hỗ trợ trực tiếp của họ, Kiev sẽ không mạo hiểm tiến vào lãnh thổ Nga. Ông Patrushev, người gần đây được bổ nhiệm giám sát chiến lược hàng hải toàn cầu của Nga, cáo buộc Mỹ và các nước NATO khác đã cung cấp vũ khí, huấn luyện viên quân sự và thông tin tình báo liên tục cho Ukraine, đồng thời kiểm soát các hành động của binh lính Kiev. Theo quan chức này, Ukraine đã trở thành quân cờ phục vụ nỗ lực chống lại Nga của Mỹ. Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, nói với Eroia Novosti rằng quân đội Ukraine tham gia cuộc tấn công của Kiev vào vùng Kursk của Nga đã bắt đầu chủ động đầu hàng và hạ vũ khí hàng loạt. Vị tướng cho biết Akhmat và các đơn vị quân đội Nga khác đã loại bỏ đối phương một cách có hệ thống, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Kiev đã bắt đầu đầu hàng ở mọi nơi trên tiền tuyến trong khu vực. Ông Alaudinov, người được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Tổng cục Quân sự Chính trị của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga vào tháng 4 cho biết lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đang cạn kiệt. Trước đó, vị tướng này đã báo cáo trên trang Telegram của mình rằng ít nhất 5 chiến binh Ukraine đã bị đơn vị lực lượng đặc nhiệm bắt làm tù binh trong vài ngày qua, bao gồm một thành viên của lữ đoàn Azov khét tiếng. Một đoạn video cho thấy gần một chục tù binh chiến tranh Ukraine được lính Nga hộ tống cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Theo Eroya Novosti, cảnh quay cho thấy những binh sĩ từ một đơn vị duy nhất của lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của Kiev đã hạ vũ khí theo một cách có trật tự và liên lạc với quân đội Nga thông qua một kênh Telegram chuyên dụng. Erdogan đưa tin, tổng cộng 24 binh sĩ Ukraine phục vụ trong đơn vị đã đầu hàng Nga. Theo hãng thông tấn, họ đã bị bắt làm tù binh gần làng Komarovka, cách biên giới Nga với Ukraine khoảng 12 dặm. Cảnh quay cho thấy những binh sĩ Ukraine đi thành một hàng với hai tay chắp sau lưng. Ngoài ra, ông Alaudinov cho biết, tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, đối thủ đang cố gắng xuyên phá vào lãnh thổ của chúng ta suốt ngày đêm. Tất cả những nỗ lực này đều kết thúc bằng việc loại bỏ các binh sĩ và phá hủy các thiết bị. Theo ông, tại hướng Kursk, Ukraine đang dồn toàn bộ lực lượng và phương tiện mà họ có để tấn công Nga. Ông thông báo, chỉ trong vòng 24 giờ, Nga đã phá hủy của Ukraine ở Kursk 5 xe bọc thép chiến đấu, 5 xe bán tải, một robot không người lái giả phá bom mìn và một xe tăng. Ông cho biết, chúng tôi đã có một ngày rất bận rộn và khó khăn. Giao tranh ác liệt diễn ra suốt cả ngày từ sáng sớm. Ukraine tung mọi lực lượng có thể về phía chúng tôi nhấn mạnh Nga đang loại bỏ nguồn dự trữ quân sự mà Kiev đổ vào mũi tấn công ở Kursk. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã thực hiện hành động thách thức quy mô lớn khác, bắn phá bừa bãi vào các mục tiêu dân sự. Ông cảnh báo đối phương sẽ phải nhận phản ứng thích đáng ở các khu vực biên giới của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tính đến ngày 16 tháng 8, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 2.800 binh sĩ và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự bao gồm 41 xe tăng và 40 xe bọc thép chở quân. Những con số này không được kiểm chứng độc lập và Kiev cũng không thừa nhận những thiệt hại như vậy. Lãnh đạo vùng Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov vừa qua đăng video ông lái xe điện Tesla Cybertruck với trang bị giống khẩu súng máy. Trong bài đăng trên kênh Telegram, ông Kadyrov ca ngợi chiếc xe và CEO công ty Tesla Elon Musk. Ông viết, Chúng tôi đã nhận được một chiếc Tesla Cybertruck từ ông Elon Musk. Tôi rất vui khi được thử nghiệm công nghệ mới này. Trang Business Insider đưa tin, nhà lãnh đạo Chechnya nói chiếc xe sẽ sớm được gửi đến Ukraine và được sử dụng trong điều kiện thích hợp. Lãnh đạo của Chechnya cũng gửi lời khen ngợi đến tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, thông qua mạng xã hội Telegram. Ông Kadyrov gọi tỷ phú công nghệ Elon Musk là thiên tài mạnh nhất thời hiện đại, cũng như mời ông Musk đến Chechnya theo giới thiệu được đăng tải trên website của công ty, xe bán tải điện Cybertruck có thể đi hơn 500 km trước khi phải sạc lại. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên gần 100 km trong chưa đầy 3 giây. Ngoài ra, chiếc Cybertruck có tải trọng 1.100 kg và có thể kéo vật nặng gần 5 tấn. Khi giới thiệu Cybertruck vào năm 2019, tỷ phú Elon Musk quảng bá rằng công chúng có thể sở hữu chiếc xe này với giá khởi điểm khoảng 40.000 đô la Mỹ, tức khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, Business Insider hôm 12 tháng 8 đưa tin, mẫu xe bán tải này của Tesla hiện có giá từ 100.000 đô la Mỹ. Chiếc xe này được làm bằng thép không dỉ sáng bóng và được tạo hình thành những mặt phẳng. Một phần được lấy cảm hứng từ chiếc xe hơi có khả năng biến thành tàu ngầm trong bộ phim James Bond. Một số chuyên gia cho biết, chất liệu thân xe mới và kiểu dáng tương lai đã làm tăng độ phức tạp và chi phí cho quá trình sản xuất chiếc xe. Theo tỷ phú Elon Musk, Cybertruck có nhiều tiện ích hơn một chiếc xe tải và nhanh hơn một chiếc xe thể thao liên quan đến việc lãnh đạo Chechnya Kadyrov muốn biến xe Tesla thành xe chiến đấu gửi đến chiến trường Ukraine. Được biết, ông là nhà lãnh đạo Chechnya do Moscow bổ nhiệm và là đồng minh thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kadyrov cũng là người năng nổ dùng mạng xã hội. Hồi tháng 5, ông Kadyrov cho biết hơn 43.000 binh sĩ Chechnya đã tham gia xung đột tại Ukraine. Trong cuộc gặp ông Putin khi đó, lãnh đạo Chechnya nói rằng hàng chục ngàn binh sĩ được huấn luyện và trang bị đầy đủ từ lực lượng dự bị đã sẵn sàng chiến đấu cho Nga ở chiến trường Ukraine nếu nhận được lệnh từ Tổng thống Putin. Trước đó, có những thông tin ông Kadyrov gặp vấn đề về sức khỏe, điều mà ông phủ nhận và đăng những bức ảnh ông đang tập thể dục hoặc họp hành để chứng minh. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cơ quan này đang xem xét một cách nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 90 km. Theo quân đội Nga, mục đích của hành động thách thức này là để đổ tội cho Moscow tấn công nhà máy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nếu Ukraine thực hiện các kế hoạch nhằm tạo ra một thảm họa có thể dẫn đến ô nhiễm phóng xạ trên những vùng lãnh thổ rộng lớn, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp đối phó quân sự, kỹ thuật cứng rắn. Mặc dù bộ này không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng lưu ý rằng việc Kiev chuẩn bị tấn công nhà máy điện Kursk mà Moscow cho là được phương Tây hậu thuẫn sẽ mâu thuẫn với nghị quyết của Liên hợp quốc về chống khủng bố hạt nhân. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nhà báo quân sự nga Marat Kairulin đưa tin rằng Kiev đang chuẩn bị một lá cờ hạt nhân giả, một vụ nổ bom nguyên tử bẩn nhằm vào các địa điểm lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của một nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, người phát ngôn bộ ngoại giao Ukraine ông Grigoriy Tikhii bác bỏ những thông tin trên. Ông Tikhii viết trên Telegram đã xuất hiện cáo buộc cho rằng Ukraine có kế hoạch sử dụng bom bẩn hoặc tấn công các nhà máy điện hạt nhân chúng tôi chính thức bác bỏ những tuyên bố này. Ukraine không có ý định hoặc khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ lực lượng của ông đang tăng cường các cứ điểm ở tỉnh Kursk của Nga, nơi Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn. Ông Zelensky còn cho hay, tướng Oleksandr Zelensky đã báo cáo về việc tăng cường các cứ điểm của lực lượng chúng tôi tại Kursk và mở rộng vùng lãnh thổ ổn định này. Ông Zelensky là tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Đại sứ Iran tại Moscow, Kajem Jalali, thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức mời Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Nga-Iran. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn nhà nước IRNA, ông Jalali cho biết ông Putin đã chúc mừng ông Pezeshkian về chiến thắng trong cuộc bầu cử và sau đó mời ông tham dự hội nghị BRICS. Hội nghị thượng đỉnh BRICS Dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 tới tại Kazan, Nga Đây là lần đầu tiên Nga đăng cai tổ chức hội nghị kể từ khi nhóm mở rộng thành viên Về thời điểm ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện Nga-Iran Ông Jalali cho biết các bộ ngoại giao hai nước đã thông qua văn bản Nhưng vẫn cần hoàn tất các bước thủ tục pháp lý trước khi ký kết Ông Jalali cũng để ngỏ khả năng Iran và Nga có thể hoàn tất thỏa thuận này trong khuôn khổ hội nghị BRICS Thỏa thuận hợp tác toàn diện mới giữa Iran và Nga nhằm thay thế thỏa thuận 20 năm trước đó được ký kết năm 2001. Thỏa thuận mới này sẽ mở rộng phạm vi và chiều sâu hợp tác giữa hai nước, bao gồm các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự. Bên cạnh đó, thỏa thuận nhấn mạnh mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Tehran và Moscow, đặc biệt là để đối phó với các chính sách và lệnh trừng phạt của phương Tây. Tập đoàn vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran IRISL vừa qua đã đặt hàng một công ty Nga sản xuất một con tàu 7.000 tấn. Con tàu sẽ sớm được bổ sung vào đội tàu vận tải biển của Iran trên biển Caspi. Bằng viện đặt hàng đóng tàu 7.000 tấn này, IRISL đang cố gắng tăng khối lượng thương mại hàng hải giữa các quốc gia ven biển Caspi và đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của đất nước. Hồi đầu tháng 7, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran, ông Mohammad Reza Fajin cho biết Iran và Nga đã ký một thỏa thuận tiền tệ để tiến hành trao đổi thương mại song phương, theo đó đảm bảo khả năng thanh toán của đồng nội tệ hai nước trong các giao dịch thương mại. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời thống đốc Fajin cho biết, ông đã có cuộc gặp song phương với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nga tại Saint Petersburg và hai bên đã hoàn tất thỏa thuận đã ký. Thỏa thuận đảm bảo khả năng thanh toán bằng đồng rúp và đồng rian cho các giao dịch thương mại giữa hai nước. Thống đốc Fajin nêu rõ những hướng dẫn cần thiết sẽ được công bố tới hệ thống ngân hàng và những người kinh doanh ngay sau khi ra mắt nền tảng tại trung tâm giao dịch tiền tệ và vàng Iran để thực hiện các giao dịch bằng đồng rian ở nước ngoài. Theo thỏa thuận, hệ thống ngân hàng Setup của Iran sẽ kết nối với hệ thống liên ngân hàng MIR của Nga vào cuối tháng 8 tới. Công dân Iran có thể rút tiền rút từ các máy ATM bằng thẻ ngân hàng của Iran và công dân Nga có thể sử dụng thẻ ngân hàng của mình để rút tiền tại các máy ATM ở Iran và sử dụng thẻ tín dụng của Iran tại các điểm rút tiền ở Nga. Hai nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas đã bị loại bỏ trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Israel vào thành phố Jenin ở bờ Tây, theo tờ Times of Israel, vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 17 tháng 8. Trong một tuyên bố chung, lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Shin Bet cho hay hai nhân vật cấp cao của Hamas thiệt mạng trong chiếc ô tô đang di chuyển ở thành phố Jenin là Ahmed Abu Ara đến từ Aqaba và Raafat Dawasi đến từ Silat Al-Harithiya. Hai người này bị cáo buộc liên quan tới việc lập kế hoạch cho một cuộc tấn công bằng súng ở thung lũng Jordani vừa qua. Cũng theo IDF và Sinbad, Abu Ara trước đây từng tham gia các cuộc tấn công khác và đóng vai trò sản xuất thiết bị nổ cho nhóm Hamas. Trong khi đó, Dawasi là thành viên cấp cao của mạng lưới Hamas ở Jenin. Hamas sau đó đã lên tiếng xác nhận hai nhân vật trên là thành viên của nhóm và cho biết Dawasi là chỉ huy của cánh Jenin, còn Abu Bara là đặc vụ cấp cao. Cũng theo Hamas, hai người này từng tham gia lập kế hoạch và tiến hành hàng loạt vụ tấn công. Cũng trong ngày 17 tháng 8, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành ném bom quy mô lớn nhằm vào 40 mục tiêu tại giải Gaza trong vòng vài giờ. Người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrae xác nhận các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự, kho vũ khí và nhiều mục tiêu khác của Hamas. Đồng thời Israel cảnh báo cư dân trại thị nạn Magazi ở miền trung Gaza sơ tán khẩn cấp. Viện cớ đây là khu vực phóng rocket vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tuyên bố sẽ có hành động mạnh mẽ và ngay lập tức đối với khu vực này. Về phía Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam tuyên bố đã gây thương vong cho binh sĩ Israel trong cuộc đụng độ ở phía nam thành phố Gaza. Theo Hamas, các chiến binh của họ đã kích nổ bom tại hai xe jeep của Israel gần một trường đại học ở khu phố Tan -an Hawa, sau đó giao tranh với binh sĩ Israel bằng súng máy. Quân đội Israel chưa xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Israel Khan TV đưa tin 11 binh sĩ Israel bị thương trong một vụ xung đột ở Gaza, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.